bữa ông tập thể dục chèo cái lưng, cái xong rồi cái không ổn, cái tính đi bác sĩ cái cũng sợ chứ, hiểu không? Cái tự nhiên hả, vô tình đọc được cái cuốn sách mà chị Bóng Huyền, con tự làm cho con luôn, 1 phút 30 giây hết đau nè, bây giờ nè khỏe khoắn à, đó thấy chưa? Dạ đâu đâu thử làm đây các ăn không, Chính phải tin con, đây con làm miễn phí cho Chính luôn. Bây giờ là Chính tốn tiền bắt xe ra bệnh viện không, nhiều khi về người ta chữa còn không được, người ta hả nhiều khi hả ta hả làm tiền thuốc tiền men của Chính nữa. Đưa tay coi tay này là đau đúng không? Đau. Bây giờ nhẹ nè, bây giờ Chính là cái người có tuổi cho nên là rồi Chính thả tay ra đi, tay cái tay con sẽ nâng nè, đó rồi Chính thả lỏng hết nè, nè con đỡ nè, đó con đỡ nè, cái phần này cái phần đau đúng không? Là nãy đang gặp đúng không? Đau đau á nè, đau bây đó. Giờ nè cái ngón tay này của mình á là nó có rất là nhiều cái nguyệt ở trên đây đúng rồi đó, bây giờ á để mà chữa cái này á nè Chính để con nè nha, một Chính cứ thả lỏng đi, Chính cứ nghĩ một cái gì đó thoải mái, ví dụ như là tiền vô tiền vô tiền vô tiền vô. Rồi xong, xong rồi đó, xong rồi xong rồi, thấy không? Hết rồi không? Hết rồi không? Hết rồi không? Đó nó chỉ còn tê tê nhẹ nhẹ thôi đó. Nào, qua qua từ từ để cho máu huyết lưu thông. Trời ơi, cái gì vậy khi chết? Huyết. Dạ. Mày làm gì vậy? Đôi khi mày qua cà phê bắt gì mày bẻ lỗ tay mà chết. Đâu có bẻ lỗ tay. Có sao không? Bây giờ tôi đưa chị đi bệnh viện nữa không? Hết đau rồi. Đó. Hết đau rồi. Thấy chưa? Đừng có tiếc tiền, đi vô bệnh viện người ta trị cho. Không, tôi nói tôi hết đau thiệt mà. Chị đừng có sao nha, chị nghe tôi nói đi bệnh viện, chị sợ tốn tiền cho nó hết đau đúng không? Nè, thấy không? Đó, hết con riêng cái bóng miệng cho tôi hết đau thiệt rồi nè. Thấy chưa? Hay quá mày. Cái gì? Bây giờ có đi bệnh viện tốn tiền nữa không nè? Không. Cầm cái ly cà phê uống thử coi có đau tay không nè. Đó, cầm ly cà phê uống nè. Đó. Tôi thấy không? Hay quá. Trời ơi, con Duyên hay quá. Nó học bấm huyệt á, tôi bị đau tay nè, bấm cái gì tôi hết đau liền tại chỗ vậy đó. Dạ. Ai bấm? Nó bấm. Ủa nãy giờ con bấm nè Tư, con là ngồi sống ở đây luôn nè Tư. Con Duyên bấm huyệt cho chị hả? Ừ. Ủa sao nó biết bấm huyệt? Tư nhớ không? Nhớ cái bữa mà con đang tập cái xong rồi cái lưng con bị đau, Tư nhớ không? Ừ. Đó. Cái xong nha, con mới xin Tư về quán cà phê con ngồi nghỉ. Cái con tính ngồi nghỉ, đột nhiên cái cuốn sách mà trong phòng của Tư đó rớt ngay cái đầu của con. Nguyên một cái đống sách mà bấm nguyệt đó, con mở ra dở từng trang con học, xong con tự chữa cái lưng cho con luôn. Con chữa được rồi nè, đó. Cái xong tự nhiên mê luôn, Tư giống như có duyên hay sao, con ngồi con đọc. Con đọc nha, đọc quá trời luôn, sách nào của tôi con đọc hết. Cái giờ con biết nè, hôm nay mới vừa qua, con thử cho Chính nè, Chính trời hết đau nè. Trời ơi, hay quá, vậy mai mốt mày phải nói là bấm nguyệt Ngọc Duyên. Trời ơi, bấm nguyệt Ngọc Duyên kêu vậy nó không có sang, phải là Lương Y Ngọc Duyên. Vui quá. Lương Y như từ mẫu vậy đó. Dạ. Lương Y từ mẫu Ngọc Duyên. Chính, con nói Chính nghe nè. Ủa khoan xí, bộ đọc mấy cuốn sách thôi là bây giờ trở thành Lương Y hả ta? Đâu có. Cái này là mình phải có căn, có cốt. Mình phải là có duyên với lại cái cuốn sách đó, mình có duyên với cái bóng nguyệt. Bây giờ nói nè, nói có sách mới có chứng. Hồi nãy cái tay bên đây đau đúng không? Đau. Đưa cái tay bên đây con làm luôn. Bậy, tay này không đau, tay này đau mà hết rồi. Biết, nhưng mà mình phải phòng ngừa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình phòng đau hơn là mình chữa đau. Bây giờ cái tay đang đau, lỡ khi hả xui á nó cái đau của con làm nó hết, nó di chuyển qua bên đây, con ngăn ngừa bên đây luôn, nếu mà nó có qua Chính vẫn bình thường. Coi như giống như là mình ngừa để dành phải không? Đúng rồi, bây giờ Chính tưởng tượng tiền vô là vẫn y như hồi nãy. Ổn không vậy trời con? Trời ơi. Không sao nè. Ở đây thêm một cái nữa nè, lưu thông. Phê không? Bây giờ Chính ráng chịu đau đi. Mai sau mình chịu khổ, Chính hiểu không? Cái gì? Không, bây giờ chịu đau, mai sau mình sẽ khỏe. Bây giờ thì hơi đau, nhưng mà gọi là để dành rủi mà cái này mà nó có đau á, rồi cái này nó đau thì coi như là mình sẽ trị luôn rồi, trị trước rồi. Đỡ nha. Trời ơi, cảm ơn Lương Y từ mẫu Ngọc Duyên. Trời đất ơi, cụ làm Lương Y dễ vậy sao trời? Tai, hiểu tai, lên tới dài. Hiểu rồi. Nhưng mà quan trọng, những cái điểm yếu là phải ở cổ. Cần cổ là cái điểm chí mạng.
Hèn chi mỗi lần thấy tay đánh vô cổ cái. Thông minh Duyên ơi, mày thông minh quá. Còn ở phần đầu, vầng trán, người ta hay nói vầng trán. Mỗi lần nhức đầu người ta hay điểm đây, bởi vậy mới có bắt gió. À thì ra ở đây, ở đây cũng là một cái điểm nguyệt. Được, gò má, xương quai hàm, chí mạng. Dạ. Ổn không con? Ổn Tư, con đang rất là ổn. Mày đang luyện phim kiếm hiệp hả? Đâu có đâu Tư. Mày làm cái gì mà nãy giờ tao thấy mày đọ chí mạng rồi cái gì mà nguyệt, cái điểm nguyệt gì tùm lum. Tư ơi, hiện tại bây giờ con chỉ đang là một nhân viên của quán cà phê tử tế. Tư biết. Nhưng nhưng gì? Sau khi con ôn luyện dày công, xem sách và học hỏi kinh nghiệm thì con chắc chắn sẽ một vị thế khác. Lúc đó người ta sẽ gọi con là lương y như từ mẫu. Thì ghê không? Cái gì? Đọc sách gì? Dạ, con đang học đọc cái sách bấm nguyệt. Đó. Con bữa giờ là con đọc 7749 cuốn rồi. Đang đọc thêm, con sẽ biết tất cả các huyệt đạo trên cơ thể. Lúc đó nha, ai mà nhức mỏi cơ thể con bấm nguyệt một cái đảm bảo với Tư luôn. Những lúc người ta bất ổn, gặp cô một cái là ổn liền. Nói bố nha, Tư nè, Tư có tuổi đúng không? Tư nhức chỗ nào, con bấm chỗ đó. Tư tê chỗ nào, con bấm chỗ đó. Đặc biệt, không bao giờ con chấn ngay cổ. Bởi cổ là điểm yếu, con mới vừa đọc chặt cái xỉu liền. Chí mạng. Con ơi, người ta học cả đời cũng chưa chắc làm được lương y. Mày nghĩ làm sao mày đọc vài cuốn sách mà mày nói mày có thể trở thành lương y gì con? Mày có biết là bây giờ bác sĩ người ta học bao nhiêu năm không? Hả? Đâu phải muốn làm là làm. Làm là phải làm cho đàng hoàng. Làm tầm bậy tầm bạ là lương y như gì ghẻ đó con. Tư, Tư phải tin tưởng á con chứ Tư. Tư là Tư thấy Tư tin không nổi rồi. Trời đất ơi. Bây giờ con hỏi Tư nè, con là cháu của Tư đúng không? Ừ. Thì con xinh đẹp, thông minh giống như Tư. Đó. Vậy thì tại sao? Cớ làm sao? Vì sao? Con không thể là một lương y. Con ơi, con nói con giống Tư thì con thấy Tư là chủ quán cà phê không con? Làm sao Tư là chủ quán cà phê mà con làm lương y được? Ý con nói là cái sự thông minh thôi con. Chịu khó học hỏi. Tư thấy không? Con mới vô đây tí xíu thôi mà con đã làm được nhân viên bán cà phê. Bây giờ con muốn làm lương y chứ còn con đọc sách con làm được lương y. Tao nghĩ là tốt nhất mày nên mỗi tháng nhận lương của tao đều đều đi. Dạ nha. Bớt lại. Bây giờ làm ơn. Bây giờ Tư không tin đúng không? Con test thử cho Tư. Test cái gì? Bây giờ Tư mời em đi. Chị gì? Bây giờ người Tư đang bình thường đúng không? Con bấm vài chỗ thôi. Khác liền. Khác liền. Con ơi, Tư đang yêu đời. Con ơi, cuộc đời đổi với Tư đẹp lắm. Con ơi, tao đang bình thường, tao không muốn trở thành phế nhân. Đâu có phế nhân. Thôi đừng. Không, nó không. Phê thôi chứ không có phế Tư. Không, phê. Mày đừng có phế, phế tương chi của tao. Tư ơi, chỉ có phê thôi chứ không có phế. Không, Tư phải tin con bây giờ. Tư bán cà phê, Tư đủ phê rồi. Căng tay ra, con không chọt ngay nắp một cái tay. À, đừng, con ơi, Tư nhạy cảm lắm. Thôi bây giờ vậy, thôi bây giờ vậy. Con ơi, con bán đi. Tư đi ra ngoài, Tư kênh đây công chuyện chút xíu, Tư về liền. Sao tự mình hãy tự làm trong người mình để mình biết được đâu đúng đâu sai. Dạ, để con sẽ thử. Tư cứ tin con, sau này nha, khách mà tới quán mình đông rồi nè, vừa bán cà phê được, vừa bấm nguyệt được. Ồ. Rồi nha Tư. Tư không mong là một ngày đẹp trời nào đó quán cà phê của Tư trở thành phòng mạch đâu con. Thôi, Tư đi nha. Nhưng mà Tư phải tin thôi. Thôi, Tư tin, Tư đi con ơi. Sao Tư ngộ quá. Con biết, bây giờ chưa tin con. Nhưng, rồi sẽ có một ngày Tư sẽ gọi con là Duyên Lương Y. Trời ơi, cái tên, trời ơi, cái tên nghe nó nặng ký dễ sợ. Sau này ha không ai còn chuẩn bị là vô duyên nữa. Duyên Lương Y có ta. Nghiên cứu. Ủa, Vivian, bị cái gì? Bình tĩnh. Ngồi xuống đây. Đâu tay. Ngồi xuống. Bình tĩnh. Rồi. Ngồi chưa? Rồi. Bây giờ nè, bình tĩnh. Nói tình trạng bệnh lúc này cho Duyên nghe. Không biết làm sao mà tự nhiên dạo này nha, tôi nhức cái lưng dữ lắm, cái xong lưng. Rồi nhức cái dài cái cổ hả, nhiều khi cổ đau vậy không bẻ lại được luôn á, mà không biết là bị sao. Tôi biết,
làm nhân viên văn phòng, ngồi bấm máy tính liên tục đúng không? Ừ. Ngồi trên máy tính, mình ngồi có một chỗ à, người đâu có cử động, đâu có vận động đâu. Cho nên là cái cơ, cái khớp xương mình lâu ngày nó sẽ kiểu bị định vị tại cái chỗ đó. Cho nên mình đi một cái là nó chật khớp nó đau liền. Hay quá Duyên. Đúng không? Sao bà biết hay vậy? Trời ơi. À, sẵn đây cũng xin giới thiệu nhẹ. Trước giờ Duyên chỉ là một nhân viên cà phê. Thì biết rồi. Nhưng kể từ ngày hôm nay, Duyên đang là một thực tập sinh bấm huyệt tất cả các huyệt đạo trên cơ thể. Từ bữa tới giờ Duyên đã đọc qua 749 cuốn sách rồi, cho nên là cũng khá là thành thạo. Chỉ có điều là chưa được mình thử nghiệm được nhiều thôi. Cũng đã thử trên một số người và đạt được cái hiệu quả tốt đẹp nhất định và nhận được cái phản hồi rất là tốt. Cho nên là bây giờ nè, Vivian tin Duyên không? Ngồi đó đi, Duyên bấm người cho Vivian. Thiệt. Đang tính tìm chỗ bấm nguyệt đúng không? Đúng rồi, tại vì đau quá. Tôi nhìn chị? Từ xa là tôi thấy Vivian tới đây là đúng chỗ. Có mất tiền không? Không. Bây giờ là tôi đang thực tập, Vivian đang cần người để mà chữa cho mình. Đôi bên cùng có lợi. Nếu như mà tôi làm cho Vivian tốt, Vivian cho tôi phản hồi, giới thiệu với mọi người, người ta biết tới tôi. Đôi bên cùng có lợi không? Nhưng mình tin tưởng được. Yên tâm, ngồi im một chỗ, cứ việc đau, mọi chuyện đã có Duyên lo. Ngồi em nè. Tôi cái da đúng không? Ngồi em nè, thấy không nè, ngay chỗ này đâu nè, cái chỗ này là cái chỗ này nè, cái cổ này là cái chỗ này là cái điểm nguy hiểm. Chúng ta không thể nào đánh. Trời ơi, cái tiếng gì vậy? Đó, thấy không, thấy không, thấy, chưa gì hết bệnh nhân tới. Chết. Chết. Ủa, sao mà sụi lơ vậy? Chết. Sụi rồi. Ngồi. Ngồi, chín. Xin mời, ngồi. Cái gì vậy? Bây giờ cái mông ngồi được không? Cái mông ngồi được, nhưng mà bây giờ ta không nhúc nhích được. Rồi. Tao sụi lơ hai tay. Chín, đứng im chỗ đó. Bây giờ sùi chỗ nào con bấm nguyệt chỗ đó, đảm bảo với Chính luôn là Chính đứng thẳng lại, không cần phải ngồi. Đây để con. Mày đứng im đó. Dạ. Nhờ mày đó. Thì ngày hôm qua tao đau một tay, mày nhớ không? Mày qua mày năn nỉ tao, mày biểu là mày mới học 7749 cuốn sách gì đó. Đúng rồi. Tao tin tưởng mày, tao cho mày bấm nguyệt một tay. Bây giờ nhờ ơn trời, tao sụ luôn hai tay rồi. Trời. Bây giờ còn bấm nữa hả? Hả? Hết. Chú Trì có